Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 3 tháng 9 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gặp khó khăn về đơn hàng. Việc bán đất trái thẩm quyền thuộc hành lang bảo vệ sông Bắc Hưng Hải từ nhiều năm trước khiến việc xử lý vi phạm công trình thủy lợi ở xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang gặp nhiều khó khăn. Cuộc đối thoại từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thị xã Mỹ Hào với người dân xã Hòa Phong nhằm hướng đến sự đồng thuận cho dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2022-2023 đã bắt đầu. Đến nay, huyện Tiên Lữ cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị sẵn sàng cho khai giảng năm học mới. Năm học này, toàn huyện có 20.953 học sinh của 43 trường ở 3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới, ngay khi kết thúc năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa. Trong đó, không khí chuẩn bị cho năm học mới cũng đang diễn ra khẩn trương, từ chuẩn bị sách giáo khoa mới đến sửa sang lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, giảng dạy, trang trí ghế đá ngoài sân trường và toàn bộ các phòng nhóm lớp thoáng, sạch và đẹp. Bên cạnh đó, trong năm nay, huyện đã đầu tư xây mới được 12 phòng học, một số hạng mục trang thiết bị phụ trợ cho trường tiểu học Minh Phượng và sửa chữa 16 phòng học cho trường trung học cơ sở An Viên với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Từ đầu tháng 8 tới nay, một số doanh nghiệp gia công hàng dệt may tại Hưng Yên đang gặp những khó khăn nhất định do việc các đối tác giảm đơn hàng, trong khi giá gia công lại không tăng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp này, hiện đơn hàng của công ty chỉ mới ký được đến giữa tháng 10 năm nay, nghĩa là nếu như không nỗ lực trong việc tìm các đối tác mới ngay từ bây giờ thì rất có thể hơn 400 công nhân sẽ không có việc làm. Đây không phải là khó khăn của riêng một doanh nghiệp may nào, nhất là các doanh nghiệp nhỏ mới đi vào hoạt động. Giữa tháng 9 trở đi cũng đã phải giảm giờ làm và công việc cũng ít dần đi và cũng rất là khó khăn ở trong quý 4 và quý 1 năm 2023. Lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, nửa cuối quý 3 năm nay, một số doanh nghiệp đã phải cho người lao động nghỉ làm ngày thứ 7 do không ký được nhiều đơn hàng như các năm trước. Một trong các nguyên nhân dẫn đến điều này là do sức mua của các thị trường Mỹ và châu Âu giảm. Do lạm phát của các nước lớn như là Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, đấy là vấn đề khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai, giảm bớt cái đơn hàng và cái tồn kho của các nước nhập khẩu tương đối là lớn thì cái đơn hàng của ngành dệt may Việt Nam giảm trong quý 3 năm 2022 này. Trong khi các đơn hàng chưa ký được thì một số đối tác lại giữ nguyên giá gia công tại những thời điểm mà giá thành vận chuyển và một số mặt hàng đều tăng. Bên cạnh đó, đối tác đưa ra các tiêu chí để kiểm soát chặt hơn về chất lượng. Khách hàng yêu cầu là tiêu chí chất lượng là ngày cao hơn. Ví dụ như là ngành may chúng tôi kiểm hàng theo OQL. Ở trước kia thì có thể là OQL là 2.0 nhưng bây giờ khách hàng yêu cầu đòi hỏi là 1.0. Kiểm thì cái lỗi lo sẽ phải giảm đi. Có nghĩa là trước kia thì có thể là 80 sản phẩm thì chỉ được 4 sản phẩm lỗi là cùng. Nhưng bây giờ thì chỉ được từ 1 đến 2 sản phẩm lỗi. Các giải pháp để khắc phục vấn đề thiếu đơn hàng hiện nay từ phía các doanh nghiệp gia công vẫn là tiếp tục nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, chủ động mở rộng các đối tác mới, tránh phụ thuộc vào một đối tác cố định nào. Ngành dệt may Việt Nam phải tìm kiếm cái thị trường thay thế các thị trường truyền thống sang một số cái thị trường mới và thay thế một số cái mặt hàng, chuyển đổi từ cái đơn hàng truyền thống chuyên môn hóa trước đây sang một số cái mặt hàng mà có tính khác biệt. Người đứng đầu doanh nghiệp đưa ra những cái giải pháp về kết cấu thiết bị, công nghệ và tự động hóa để bắt kịp với cái xu thế các cái đơn hàng mà có kết cấu khác biệt của ngành dệt may Việt Nam trong cái tình hình khó khăn hiện nay. Huyện Kim Động là địa phương còn nhiều vi phạm công trình thủy lợi tồn tại từ năm 1993 trở về trước. Hiện nay bên cạnh việc tuyên truyền, vận động xử lý vi phạm cũ, các địa phương đang tích cực vào cuộc giải tỏa dứt điểm những vi phạm mới phát sinh.
Từ năm 2021 đến nay, huyện đã giải tỏa được 54 vi phạm công trình thủy lợi. Vi phạm từ năm 2014 đến nay chủ yếu là xây dựng công trình kiên cố, tường bao trên hành lang sông hoặc lấn chiếm cơi nới lòng kênh mương để làm chuồng trại. Trong đó, địa phương giải tỏa được nhiều nhất là ở xã Toàn Thắng với 41 công trình. Trong số các vi phạm đã giải tỏa toàn huyện, nhiều công trình xây dựng kiên cố có diện tích lớn như gia đình ông Đào Văn Anh, xã Đồng Thanh làm móng nhà có diện tích 70m2. Ông Trần Văn Thiềng ở xã Thông Mai xây nhà với diện tích 55m2 đều nằm trong hành lang bảo vệ sông Cửu An. Trong khi đó, việc bán đất trái thẩm quyền thuộc hành lang bảo vệ sông Bắc Hưng Hải từ nhiều năm trước khiến cho việc phát hiện xử lý vi phạm lấn chiếm dòng sông trên địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang càng thêm khó khăn vướng mắc. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tưới tiêu, cấp nước mà còn khiến cho dư luận bức xúc. Ông Nguyễn Văn Thắng trú tại thôn Đồng Khúc cho biết, phần đất lưu thông sông Bắc Hưng Hải trước đây rộng cả nghìn mét vuông, nay bị nhiều người đổ đất san lấp, xây dựng công trình. Gia đình ông không ngoại lệ, do có nhu cầu về nhà ở nên ông cũng lấn chiếm ra phía bờ sông. Tuy nhiên, chấp hành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân xã, gia đình ông đã tháo dỡ công trình vi phạm và dừng việc thi công. Thời điểm cải tạo sửa chữa lại thì một số căn hộ, các hộ chung quanh, ví dụ trên dưới này người ta cũng xây rất là kiên cố. Mà họ vẫn xây được thì của mình thì là bị phá, mình cũng tuân thủ chấp hành, nhưng tuy nhiên là tại sao lại mình bị phá mà các nhà khác vẫn xây được, mà thời điểm hiện tại vẫn còn một số nhà đang xây, có những nhà họ mới mua xong cái là họ đã xây dựng được ngay. Thời điểm là 2020 2021. Ghi nhận của phóng viên tại khu vực sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua thôn Đồng Khúc, tình trạng xây dựng lấn chiếm hành lang sông vẫn diễn ra công khai, thậm chí một số hộ gia đình để ở ổn định từ nhiều năm nay. Và đây là phần móng mới được gia đình ông Sinh, người cùng thôn Đông Khúc xây dựng. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa bị chính quyền địa phương phát hiện và xử lý vi phạm. Từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay có hộ nào phát sinh mới không ạ? Có, xây nhiều lắm. Mấy nhà bên này mới xây, mới ghép. Mới xây là vừa rồi, năm ngoái, năm 21 rồi. Tất cả đất bờ sông đó, vi phạm hành lang hết mà, hành lang thủy lợi hết mà. Không giấy tờ gì mà 1 tỷ mấy một suất? 1 tỷ 3. 1 tỷ 3 một suất. Trưởng thôn người ta ký xác nhận là ông A bán cho ông B, thế thôi. Đi dọc bờ sông thuộc địa bàn các thôn Đồng Khúc, Giáo Phòng, Thượng, Hạ, Triều Đông, một loạt công trình nhà ở đã hình thành. Theo người dân, đất hành lang sông Bắc Hưng Hải đã bị bán trái phép từ lâu. Vì vậy, việc xây dựng vẫn diễn ra và gần như không có sự can thiệp của chính quyền địa phương. Theo thống kê, toàn xã có đến gần 300 vi phạm hành lang sông Bắc Hưng Hải, trải dài gần 4 km. Tập trung tất cả cái vi phạm trên 3A thì hành lang thủy lợi thì chúng tôi cơ bản là hai bên cái sông Bắc Hưng Hải này. Khi công tác quản lý thấy anh em không sâu sát, mà qua mấy cái hôm thứ bảy chủ nhật nghỉ cách đây 2 tuần là họ đã tranh thủ lại dựng lên. Thời gian qua, huyện Văn Giang đã ra quân cưỡng chế giải tỏa các vi phạm đất nông nghiệp và hành lang giao thông. Tuy nhiên, để xử lý được các vi phạm hành lang thủy lợi, rất cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa, cần phải có các phương án cụ thể chi tiết. Trước mắt, cần tăng cường công tác quản lý, không để phát sinh thêm vi phạm hoặc cơi nới, lấn chiếm. Sáng nay, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình Lôi Cầu. Đình được xây dựng ngay trung tâm khu dân cư thôn Lôi Cầu, là nơi tôn thờ các vị thành hoàng làng, Uy Linh Lang Đại Vương, Đức Thánh Lác và hai nàng Lôi Hoa, Tiên Hoa Công Chúa. Hiện nay đình Lôi Cầu còn lưu giữ 5 đạo sắc phong, một đạo sắc niên hiệu Khải Định thứ 2 năm 1917 và 4 đạo sắc niên hiệu Khải Định thứ 9 năm 1924. Xưa kia, cả đình và chùa Lôi Cầu được xây dựng trên cùng một khổ đất. Ban đầu đình có kết cấu kiến trúc chữ công, tuy nhiên đình và chùa đã bị phá hủy trong kháng chiến chống Pháp, chỉ còn lại 3 gian hậu cung của đình. Hiện nay ngôi đình được tu sửa khang trang, có 5 gian đại bái, 1 gian ống huống và 3 gian hậu cung. Đây là địa chỉ tín ngưỡng tâm linh cho quần chúng nhân dân và du khách thập phương tới tham quan chiêm bái. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 31 tháng 8 vừa qua, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thị xã Mỹ Hào, xã Hòa Phong tiếp công dân đối thoại trực tiếp với 148 công dân xã Hòa Phong nhằm tìm tiếng nói chung, sự đồng thuận cho dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong.
Dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, nhưng trong quá trình triển khai vấp phải sự phản đối của nhân dân xã Hòa Phong do lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường. Sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính của buổi đối thoại. Trên địa bàn của tỉnh ta hiện nay là có 17 khu công nghiệp, 33 cụm công nghiệp. Trong đó của thị xã Mỹ Hào chúng ta là có 5 khu công nghiệp. Đương nhiên tiếp thu các dự án công nghiệp thì đây là một nguyên tắc tất yếu là phải có nhà máy để xử lý cái chất thải rắn đó. Quyết định chủ trương đầu tư là đúng và rất phù hợp với quy hoạch. Theo cái quyết định 2460 ngày 30 tháng 10 năm 2018 thì tỉnh đã quy hoạch đây là một cái điểm xử lý chất thải rắn. Cái thứ hai, đây là một cái dự án đầu tư triển khai là nó có cái điều kiện trong quyết định 12 ở cái điều 3 nó có 9 cái nội dung. Cái dự án này mới triển khai được. Thì bây giờ mới đến cái triển khai cái bước là chúng ta đang là cái bước là giải phóng mặt bằng. Một cái bước quan trọng nhất đó là đánh giá tác động môi trường. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường có cái nội dung phải lấy ý kiến của cộng đồng dân cư. Sau này Bộ Tài nguyên Môi trường về thì sẽ lấy ý kiến của các bác anh chị đây. Việc mà đánh giá tác động môi trường thì do Bộ Tài nguyên đánh giá. Mà đánh giá có được thì mới đầu nhà máy mới bắt đầu tiến hành được xây dựng. Và trong quá trình xây dựng thì Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ giám sát và nghiệm thu. Và kiểm tra nghiệm thu xong hết rồi thì mới tiến hành cho chạy thử nghiệm. Mà chạy thử nghiệm lại phải qua quá trình quan trắc, giả sử khí thì phải lấy khí để lấy mẫu, nước thải phải là lấy nước thải, nó đạt được thì xong là mới cấp phép cho hoạt động. Theo chúng tôi được biết, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp có quy mô phù hợp với định hướng chung của đất nước. Trong các khu vực này đã có quy hoạch đất dành cho nhà máy xử lý môi trường xây dựng và hoạt động. Vậy tại sao lại quy hoạch nhà máy xử lý rác thải ngay trong khu dân cư? Ở các khu công nghiệp thì chủ yếu mới chỉ là xử lý nước thải, nhưng còn cái xử lý chất thải công nghiệp thì mỗi một nhà máy nó sẽ ra một loại chất thải khác nhau. Thì đương nhiên phải có một cái quy trình xử lý cái loại chất thải đó. Đây nhà máy này nó sẽ rất nhiều quy trình rất là nghiêm ngặt. Quy hoạch xã Hòa Phong thì đã xây dựng nông thôn mới là đã quy hoạch cái khu vực này là có 10 hectare dự kiến là khu xử lý chất thải rắn. Thứ hai, quy hoạch chung của thị xã Mỹ Hào là đã quy hoạch cái khu vực là công trình đầu mối kỹ thuật của cả thị xã. Công trình đầu mối kỹ thuật ở đây thì có cấp nước, có cấp điện, có xử lý môi trường. Tôi muốn hỏi các đồng chí, 4 hộ dân hiện nay cách 130m và cách nguồn nước trên 400m thì các đồng chí thấy đủ điều kiện để nhà máy này về địa phận thôn chúng tôi được chưa? Khoảng cách cho phép từ nhà xử lý rác thải đến khu dân cư nó là bao nhiêu mét? Liệu có đảm bảo cái khoảng cách để các vị làm dự án không? Quy chuẩn mới nhất là 2021 thì có một cái quy định khoảng cách tối thiểu đến khu dân cư là 500m. Thế đây với khu dân cư thì khoảng cách là trên 500m rồi. Thế còn với 4 cái hộ dân đấy, như ý kiến của các bác anh chị đấy, thì ở đây 4 hộ dân đấy không phải là một khu dân cư đấy. Nếu theo quy định của Bộ Công an, theo cái thông tư 21, khu dân cư được định nghĩa ở đây là hiểu được là thôn, là làng hoặc là tổ dân phố. Và thứ hai nữa là trong cái quy chuẩn của Việt Nam như thế thì cũng rất mở
với một cái khu dân cư, khu vực mà tập trung đông dân cư có thể dưới 500 mét nhưng mà phải sử dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại. Nếu như công nghệ mà hiện đại thì khoảng cách nó cũng không quan trọng lắm. Thì ở đây là được gần nguồn nước thì tại nhà máy vẫn phải có các công trình bảo vệ của nhà máy. Có nghĩa nước thải của nhà máy vẫn phải có công trình xử lý nước thải của nhà máy thì mới được phép ra nguồn nước tưới. Chúng tôi kiến nghị chủ đầu tư sẽ phải tìm một cái công nghệ tốt nhất để đưa về cái khu vực này. Xã Hòa Phong này là cái xã làng nghề, không có khu công nghiệp. Cái thứ hai là không có công ty xả rác thải. Mà cứ tại làm sao mà mang ra rác thải về cái xã Hòa Phong này. Xã làng nghề Hòa Phong hiện nay hàng ngày mà tẩy cái gỗ mà các bà, các bác, các anh, các chị đang làm mộc mỹ nghệ. Một ngày tôi không hiểu rằng là ở Hòa Phong có thể sử dụng bao nhiêu lít axit để xử lý, để tẩy cái gỗ sau khi chúng ta làm các cái tác phẩm nghệ thuật thì nó ngấm xuống nguồn nước, thì cái nước ấy xử lý như thế nào? Chúng ta không nhìn thấy cái việc đó, chúng ta cũng nhìn thấy cái rác là chúng ta phản đối. Thế nhưng mà nếu có cái nhà máy để xử lý nước ấy thì bản thân ô nhiễm môi trường tại ngay khu dân cư của chúng ta sẽ được khắc phục. Về chính quyền, các ông có tôn trọng cái chữ ký của người tiền nhiệm đại diện của xã Hòa Phong hay không? Trước đây đã từng ký với nhân dân chúng tôi, thôn Hòa Đam không bao giờ chấp nhận xây dựng khu xử lý rác thải tại cánh đồng đó. Tại sao bây giờ lại có cái chuyện này xảy ra? Năm 2019, khi mà chúng ta triển khai cái dự án này, thì đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Xuân Đa cũng đã họp với nhân dân của Hòa Đa và đã đồng tình với cái kiến nghị của nhân dân Hòa Đa, đồng thời ký vào cái biên bản cùng với nhân dân Hòa Đa là sẽ không cho triển khai dự án. Qua tiếp cận với cái bản sao thì có thể thấy là cái văn bản này là trái các quy định của pháp luật. Hiện nay chúng tôi chưa được tiếp cận cái bản chính thức của cái văn bản này. Sau khi tiếp nhận biên bản đó thì Ủy ban nhân dân thị xã sẽ xác minh và bãi bỏ theo quy định. Ủy ban kiểm tra thị ủy đã công bố kế hoạch kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Vũ Xuân Đa với trách nhiệm của cấp ủy chính quyền của thị xã. Hôm nay chúng tôi cũng cam kết trước nhân dân là khi triển khai dự án này thì với cái thẩm quyền trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ cùng với nhân dân giám sát và kiến nghị với tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh để chỉ đạo chủ đầu tư dự án tiếp tục thực hiện dự án theo đúng trình tự quy định của pháp luật, sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại. Và trong quá trình dự án đi vào sản xuất thì chúng tôi cùng với nhân dân giám sát cái việc này. Nếu như dự án mà ảnh hưởng đến môi trường thì sẽ đề nghị chấm dứt hoạt động của cái dự án này và nhà máy này. Chúng tôi xin được kêu gọi người dân hãy thể hiện quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật và thể hiện cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Hòa Phong chúng ta trong mọi mặt của cuộc sống. Qua các ý kiến của công dân, rồi ý kiến trả lời thì có thể nói rằng là việc thực hiện dự án xử lý chất thải Hòa Phong là chúng ta là đang tiến hành và các bước là theo cái trình tự quy định của nhà nước. Còn một cái bước quan trọng nhất đó là cái bước mà đánh giá tác động môi trường. Đến bây giờ trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên chúng ta là có hơn 14.000 doanh nghiệp. Thế mà chính vì cái phát triển của doanh nghiệp như vậy mà kinh tế xã hội của chúng ta mới phát triển như ngày hôm nay. Thế thì cái vấn đề đặt ra, cái mà rác thải của doanh nghiệp đấy ra thì để đâu? Trong 10 đơn vị hành chính cấp huyện thì hiện nay huyện Văn Lâm trên địa bàn hiện nay là có 5 nhà máy xử lý chất thải. Thế mà trên địa bàn Mỹ Hào của chúng ta
mới có một cái gì xử mà bên đốt rác và đến bây giờ là chuẩn bị làm một cái nhà máy thứ hai. Thì cái việc này là chúng ta phải cân nhắc, chúng ta nên đặt ở đâu thì phù hợp. Về cá nhân thì tôi không muốn, nhưng mà vì cái chung mà đúng đảm bảo quy định của pháp luật của chính phủ thì chúng ta cũng chấp hành thôi. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc đối thoại có thể thấy dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong được triển khai phù hợp với quy hoạch, đúng trình tự thủ tục theo quy định. Vì vậy, rất cần sự đồng thuận của người dân để dự án tiếp tục được triển khai nhằm góp phần xử lý hiệu quả vấn đề rác thải cho tỉnh Hưng Yên. Với một số vướng mắc còn tồn tại, nhất là 4 hộ dân nằm ngoài khu dân cư thôn Hòa Đam, chúng tôi sẽ tìm hiểu cụ thể về nguồn gốc đất đai và các vấn đề pháp lý liên quan, cũng như các biện pháp giải quyết để chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.